Windows 10, xu thế nhất thời hay mang tính tất yếu. Hơn 80% các dòng máy tính từ các thương hiệu nổi tiếng như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo sở hữu bộ xử lý Intel thế hệ thứ 8 mới nhất, hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền Windows, Office 365. Tìm ngay thiết bị yêu thích của bạn tại đây ngay hôm nay. Không chỉ là xu thế nhất thời, sự kết hợp này tạo nên giá trị hoàn thiện cho các thiết bị công nghệ, giúp tối ưu trải nghiệm làm việc. Nâng cao chất lượng giải trí và kéo dài tuổi thọ sử dụng, việc cài đặt sẵn phần mềm bản quyền OEM vào máy tính và người dùng không cần phải kích hoạt bản quyền rất thích hợp cho người dùng cá nhân và các startup nhỏ lẻ. Bởi lẽ, những đối tượng này sẽ gắn bó lâu dài với vòng đời của thiết bị mà trong đó, chi phí đầu tư thiết bị mới để sử dụng lâu dài là hoàn toàn cần thiết. Nói thêm về hình thức cấp phép của Microsoft, OEM, Original Equipment Manufacturer, là phần mềm được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc công ty lắp ráp máy tính. Cách đóng gói này làm cắt giảm đáng kể tình trạng sử dụng Windows lậu, không bản quyền. Người dùng dễ dàng sở hữu được một thiết bị hoàn chỉnh từ cấu hình phần cứng đến hệ điều hành Windows bản quyền trong mức giá hợp lý nhất. Tuy nhiên, OEM sẽ giới hạn khả năng sử dụng. Người dùng không thể chuyển cấp phép từ máy tính này, không dùng nữa, sang máy tính khác được. Ngoài ra, OEM còn có hình thức cấp phép khác được mua rời, áp dụng nếu máy tính mới của người dùng chưa được cài đặt sẵn phần mềm bản quyền. Nhà phân phối Sinex FPT cho biết, Đến thời điểm hiện nay, các dòng máy tính tích hợp sẵn Windows 10 được phân phối bởi Synex đã lên đến gần 80% các thiết bị, không quá khó để có thể tìm mua các dòng máy tính có hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền. Tương lai không xa dưới sự hỗ trợ từ Microsoft cùng các hãng sản xuất máy tính, con số này sẽ đạt đến 100% các thiết bị hoàn thiện từ phần cứng đến phần mềm trong mức giá hợp lý nhất. Phiên bản laptop thời trang HP Pavilion 14 với 2 gam màu chempet và hồng đinh hương nữ tính hiện đang là Ứng cử viên nặng ký nhất kể từ khi lên kệ thông qua các đại lý của Synnex FPT trên toàn quốc. Ngoài ra, với tiêu chí ngon, bổ, rẻ còn có những gương mặt vàng về doanh số như HP 15, Acer 1022TU, Dell Vostro 3480, Acer Aspire 515, 5305 3153, ASUS 530 ua Đối với phân khúc cao cấp, việc tích hợp sẵn phần mềm bản quyền trở thành đều tất yếu. Giờ đây bạn còn có thể tiến xa hơn với các thiết bị hiện đại, mọi tác vụ sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng với sự hỗ trợ của Windows 10 trên màn hình cảm ứng. Đặc biệt, tại một số dòng sản phẩm cao cấp bạn còn có thể sở hữu bộ Office 365 giúp tối ưu công việc văn phòng cần nhiều tác vụ và ứng dụng đa dạng, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Nổi bật là các dòng máy như Dell XPS 1595752 in 1, Dell XPS 159570 Lenovo iOGAC930 13IKB, HP ENVY 360 6 6CH38PA. Những giá trị về bảo mật tạo nên sự khác biệt cho người dùng trong quá trình sử dụng. Với Windows 10, mọi bản cập nhật luôn miễn phí và ngày càng hoàn thiện hơn trong mỗi phiên bản mới, đảm bảo giữ cho dữ liệu của bạn trong mức an toàn nhất. Windows 10 May 2019 Update vừa ra mắt với nhiều thay đổi giúp hệ điều hành gần 5 năm tuổi này trở nên mới mẻ hơn. Không khó để tìm kiếm một chiếc máy tính yêu thích đã được hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền Windows 10 mới nhất. Tìm ngay thiết bị yêu thích của bạn tại đây ngay hôm nay.